Hello, chào cả nhà. Nguyễn Diệu, lời nói đầu tiên xin chúc cho cả nhà ngày mới vui vẻ, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc nha cả nhà. Hôm nay Nguyễn Diệu quay một đoạn clip công việc hàng ngày của Nguyễn Diệu TV nha cả nhà. Công việc của Nguyễn Diệu là chạy Grab nha cả nhà. Làm YouTube lúc ban đầu chập chững cả nhà ơi, có gì sơ sức cả nhà comment bên dưới cho Nguyễn Diệu để Nguyễn Diệu rút kinh nghiệm làm clip hay hơn cho cả nhà nha. Đây, Nguyễn Diệu đang đứng ở đường Hồ Bắc, ấp 2 của Tân Kiên, huyện Bình Chánh nha cả nhà, đang đợi khách nha cả nhà. Đường Hồ Bắc, ấp 2, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh. Ở đây nó có kinh gạch nữa cả nhà. À, cả nhà ơi, có khách rồi cả nhà ơi. Thôi đi đâu đây, khách là đi đâu đây? Nổ rồi cả nhà, để quay gần lại cho cả nhà thấy. C5 trên D5 đường số 2 khu hồ dân cư Hồ Bắc, ấp 3 tới 71.000 nha cả nhà. Các bạn đi đâu đây cả nhà? Đi sân bay luôn cả nhà ơi, đi sân bay Tân Sơn Nhất nha cả nhà. Thu nhập ròng là 66.000, thu nhập chính là 99.000 nghe, thu nhập trừ phí ra là còn 66.000 cả nhà. Để mình điện cho khách cái nha cả nhà. Alo, chưa, đang đợi khách xíu nữa, nửa tiếng nữa. Không chín. Không chín cộng kia không chín không chín sáu sáu ba ba hai tám. Thì gọi khách cái nha cả nhà. Alo, alo, à xin lỗi, phải mình đặt Grab không ạ? À? Đi sân bay không ạ? Dạ, à địa chỉ của mình là cụ thể là đúng không anh ạ? Rồi, đợi em khoảng 2 đến 3 phút nha. Dạ, rồi rồi, ok, rồi ok, rồi, bye. Giờ mình đi rước khách nha cả nhà. Thank you.
Khách này khách nam cả nhà ơi, mình lại thích chở khách nữ cả nhà. Rồi mình đi với khách nha cả nhà nha. Go thôi. Đây là đường Hưng Nhơn nha cả nhà ơi. Nắng quá trời, nắng quá. Giờ đi sân bay là đã luôn nha. Đây đường Hưng Nhơn nha cả nhà. Rồi tới đường quẹo vô khu dân cư Hồ Bắc rồi cả nhà ơi. Cầm máy hơi bị lắc nên cả nhà đại gia đình thông cảm cho mình nha, tại xe nó hơi lắc. Mình đã đến điểm tiếp khách nha cả nhà. Khu dân cư Hồ Bắc, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, tới điểm rồi cả nhà, để mình gọi khách nha cả nhà. Hẹn cả nhà và lại đình clip sau nha cả nhà. Đúng giờ quay luôn chở khách mà, tại vì mình chưa có điều kiện để sắm được cái chân gắn ở trên xe nha cả nhà, để dịp sau mình mua cái chân mình quay luôn cái đoạn đường để ra tới sân bay, đi tới cái điểm trả khách cho cả nhà xem nha. Mong quý khách hãy ủng hộ cho mình một like và một chia sẻ nha cả nhà, để mình có động lực quay video sau tốt hơn và hay hơn nha cả nhà. Chào tạm biệt cả nhà nha.